Nhật ký vượt cạn của bé Bắp, 5 bé mèo con đều khỏe mạnh đáng yêu. Chăm sóc bà bầu đã khó, nay chăm sóc mèo bầu cũng gian nan không kém. Câu chuyện dưới đây là của bé mèo Bắp, con gái mẹ Thảo đến từ kênh TikTok Bắp Béo. Ngay khi được bác sĩ chẩn đoán là có thể sẽ sinh năm, cả cô chủ lẫn Bắp đều khá lo lắng. Và hành trình chăm mèo bầu bắt đầu từ đây. Chị Thảo cũng là lần đầu chăm sóc cho mèo bầu nên còn chưa có kinh nghiệm nhiều. Nghe kêu mang bầu không được tắm, chị cũng nghe theo, sau đó lại sốt sắng không biết làm sao để có thể vệ sinh cho con gái cưng của mình. Ba bầu luôn luôn là số 1, dinh dưỡng của Bắp đều là một tay chị lo cho. Đến ba tê, chị Thảo cũng muốn tự nấu để đảm bảo nhất cho con. Rồi từng ngày nhìn bụng Bắp lớn lên, những sự chuyển động từ những bé mèo con trong bụng Bắp ngày càng rõ rệt. Và sau bao lâu chuẩn bị thì ngày sinh đã tới. Lúc 12 giờ đêm, nghe Bắp rên rỉ thì chị đã vội bật dậy để đỡ đẻ cho bé. Nhìn Bắp đau đớn, chị không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể vừa khóc vừa xoa xoa bụng và động viên để còn đỡ đâu. Vất vả hơn 3 tiếng ròng thì bé mới bắt đầu chuyển dạ. Đứa đầu tiên có lẽ là đứa khó khăn nhất. Nhìn Bắp đau đớn bám víu lấy cả cạnh chuồng để lấy sức rặn, làm người xem không khỏi thôi xót xa. Hơn 30 phút sau thì bé mèo con đầu tiên cũng ra đời. Sau đó bé thứ hai cũng đã dễ dàng hơn. Những bé tiếp theo mỗi bé cách nhau khoảng 1 tiếng. Vậy là 5 bé ra đời bình an. Nhưng chỉ tiếc có một bé không giữ lại được. Sinh xong thì sức khỏe của Bắp cũng đã hồi phục, có thể ăn uống, đi lại vệ sinh và nũng nịu rồi, nên các cô chú đừng quá lo nha. Xem xong đoạn clip chúng ta mới thấy rõ được hành trình vượt cạn của một bé mèo sẽ khó khăn như thế nào. Cả thảy, Bắp đã đau đớn hơn 7 tiếng đồng hồ để đưa những đứa con của mình đến với cuộc đời. Đây có lẽ sẽ là một hành trình ý nghĩa và đáng nhớ của cả Bắp và mẹ Thảo. Từ đây, gia đình đã có thêm những thành viên mới, dễ thương và khỏe mạnh. Chúc gia đình Bắp Béo sẽ mãi mãi hạnh phúc nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.